棒。贝贝丁。Ai là vua của loài khủng long đây? Ta, Spinosaurus. Ta, Tyrannosaurus. Bộ hàm thật to, nhai. Lưng có gai. Nhắm. Và Spinosaurus gầm vang nè. Người vừa nói gì? Răng sắc, nghiêng. Hàm khỏe, nhai. Tyrannosaurus gầm vang nè. Vẫn chưa xong đâu nha. Roar! Spinosaurus đại chiến Tyrannosaurus Rex. Ta là Tyrannosaurus Rex đây, kẻ săn mồi số một thế giới. Răng của ta rất lợi hại đó nha. Hôm nay ta sẽ ăn gì đây? Trong lúc đang tìm thức ăn thì Pteranodon xuất hiện trước mặt T-Rex. Số một thế giới sao? Nhưng tôi vừa nghe Spinosaurus nói bạn ấy mới là kẻ săn mồi giỏi nhất mà. Cái gì? Spinosaurus hả? Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Bạn ấy đi săn rất giỏi, đã săn được một mẻ cá rất to. Không thể nào, ta phải tự mình đi xem mới được. Là tôi đây, Spinosaurus. Tất cả là việc dễ như ăn bánh vậy. Một nè, hai nè, ba nè. Đây đúng là tên mà Pteranodon đã nói tới. Này tên kia, người có phải là Spinosaurus giỏi săn bắt không? Ta vừa được nghe danh người. Đúng. Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta? Ta là vua khủng long đây. Ha 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 ha. Vua khủng long? Ngươi nghĩ bắt được nhiều cá như vậy là có thể trở thành vua khủng long sao? Ha 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 ha. Ta mới là vua khủng long thứ thiệt đây, Tyrannosaurus Rex. Hả? Được thôi, cùng thi tài xem ai giỏi hơn nào. Ai bắt được nhiều cá hơn sẽ trở thành vua khủng long thực sự. Ha, quá đơn giản. Yeah, yeah, yeah. Sao mình không bắt được gì hết? Thử lại xem nào. Cứu ta, cứu ta. Lại đây. Yeah. Người thấy chưa? Ta mới là vua khủng long vĩ đại nhất đây. Không, cái này không tính. Người thường đi săn dưới nước rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ta bắt cá. Hãy đấu lại một trận nữa ở trong khu rừng kia. Nếu người thắng, ta sẽ nhận thất bại. Ha ha, người sẽ không thắng được ta đâu. Ai là người chạy tới chỗ cái cây lớn kia trước sẽ chiến thắng. Rõ chưa? Chả có gì khó khăn. Ta sẽ tới đó trước, ngươi chờ xem. Khi nào ta nói chạy, ta sẽ bắt đầu chạy nha. Sẵn sàng, chạy. Sao ngươi chạy nhanh vậy hả? Người thấy chân sau của ta có khỏe không? Việc này chả là gì. Ta thắng rồi. Không thể nào. Ta đã thắng trong trận bắt cá rồi. Ta mới chính là vua. Hả? Người chạy chậm hơn ta mà. Người vật vã ở dưới nước với đôi tàn hắn ngủng kia. Ta là vua. Không, ta mới là người chiến thắng nè. Ta mới đúng. Ta là vua. Được rồi, ai chạy tới chỗ của Pteranodon trước sẽ giành chiến thắng. Người thấy sao nào? Dễ ợt. Bắt đầu nào. Ta sẽ bắt được ngươi. Đừng hòng, ta sẽ tới đó trước. Thế nhưng các ngươi nghĩ có thể bắt được ta sao?
Đừng có mơ. Ôi không, có chuyện gì vậy? Hãy chịu thua đi. Ta chính là vua khủng long. Không, ta mới đúng. Người đúng là ngoan cố. Được thôi, hãy đấu lại nào. Người nghĩ ta sợ sao? Ta là vua. Thật là bó tay. Ôi không, đến khi nào cuộc chiến giành danh hiệu vua khủng long mới kết thúc đây? Thằng lằn khổng lồ Tyrannosaurus Rex, thợ săn cá Spinosaurus, chiếc mỏ dài Pteranodon. Này các bạn, điểm qua các trò chơi thú vị của chúng mình qua Pinkfong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.